Rồi chào anh Út rồi nha. rồi chào anh Hiệp, chào bà con mọi miền Tổ quốc đang theo dõi kênh LTK Bonsai ha. Thì hôm nay thì cũng đầu năm mới, cũng kính chúc bà con trên mọi miền Tổ quốc nhiều sức khỏe. Rồi cũng vô cây số 1 là cây hồng phấn lá nhỏ, hồng phấn xưa á, hình chữ S bản đồ Việt Nam luôn. Rồi cứ nói giới thiệu cây luôn đi. Rồi, chiều cao của nó là 1m10, 1m1. Thắt ngang thì mình đo cái tay này đi, cái tay của nó là 33, ba tay, 4 tay. Ai muốn xài thì để, còn không để thì mình cắt cái này thì nó đẹp. Rồi quanh thân như vậy. Còn thân của nó 12. Cứng 12, 12 thôi. Rồi, cây rồi, này cây số 0 này em giao lưu với cô bác anh chị là 1.500.000 đồng. Rồi, 1.500.000 ha. Dạ. Rồi, tiếp cây số 2. Ê, cây số 1. Khiêm tiếp không? Cây số 1. Cây số 1 là cây là tiếp theo là cây này là cây hồng phấn xưa nha cô bác anh chị. Như là phôi đi. Wow, củ lớn vậy ha. Dạ, này được cái củ. Rồi, đo thông số luôn đi em. Chiều cao của nó là 55. Ngang thì 60. 70 60 thôi. Tạng cũng lưa thưa. Quanh thân chỗ này thì 26, gần 27, 26 thôi. Một thân cũng cắt thôi, nó lên được được mới rồi. Vì anh em mà muốn vô dây, muốn chơi kiểu nào thì thích kiểu nào thì làm theo của đó. Rồi cho cái giá luôn. Rồi cây số 1 em giao lưu là 2.9 triệu. Rồi 2.9 triệu ha. Rồi dạ. Xuống cây luôn. Rõ không? Và tiếp theo là cây số 2 này là cây đỏ lá chung nha anh chị. Đổi là chung, đổi màu hay gì nè. Thấy nhiều loại quá cũng không cần hung. Rồi, cho thông số luôn. Thông số của nó cao là 1m. Ngang của nó là 1m1. Là quay cái bông này, quay bông. Đây có mặt bông này ha. À, bông bự này nè. Ừ. Mà đẹp ha. Đẹp. Cái này là nguyên cụm nghe anh chị. Rồi, nó nguyên cụm. Nguyên cụm của nó là 25. Đo một thân đại diện cho nó bị lớn. 8. Đang nụ, đang lên nụ. Rồi cây số 2 này giao lưu với anh chị là 1.600.000, bao ship toàn quốc nha anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Tính luôn phí ship luôn á. Rồi xuống cây luôn. Đó, lại đi, thổi, thổi, thổi. Cây số mấy? Nặng dữ vậy. Kéo cái chạy cái đầu lại gần luôn đi, hồi cho nó dễ. Chưa tới cây này cho dẹp lại đi. Rồi, cây số 3 là tiếp theo là cây chân sen nha anh chị. Sen là chiều cao nó 1m4 đi. Ngang của nó cũng 1m4. 1m35. Cũng quanh 20, đo lại vị trí này nghe chị. Còn quanh sát chứ thì 24. Bông rất đẹp ha. Dạ. Cây số 3 này giao lưu với anh chị là 3.900.000. Cũng bao ship toàn quốc, tính luôn phí ship luôn nghe anh chị. Chậu luôn ha. Dạ. Chậu này nào được thì em ship, còn nếu mà chậu sành thì em rút ra.
Rồi xuống cây luôn. Theo là cây số 4. Số 4 là được 4 cây mai nha anh chị. Để chơi Tết. Chị nói không? Hay là để luôn? Thôi để luôn đi. Chứ khi anh lên khi nặng lắm á. Nguyên cái bầu đất quá nặng. Cái bầu này nó cũng thần chậu, nó thần mô rồi. Nghiêng nghiêng chứ. Chim cho ngay cho nó đẹp. Cao tới mấy nhà luôn. Dạ. Còn có trúng đọt không chứ? Trúng đọt rồi. Rồi, thôi để luôn đi anh. Con này cao 2m4 nha. Em có đo sẵn rồi. Ờ, 2m4 ha. Ngang 1m4. Ờ, hoành thân. Này mai vàng ha anh. Dạ, mai vàng, mai Thủ Đức. Mai Thủ Đức. Dạo Thủ Đức. 21 bệnh thân. Dạ, 21 bệnh thân. Nụ đầy đủ. Này mình cần coi nụ không anh? Nụ đều hết rồi. Đây. Đây nụ mỗi lá, nắp lá một nụ đây. Dạ. Rồi, cây này giá giao lưu sao đây em? 2.6 anh. À, cây này 2.6 ha. Cái này là cây nó thần mô cũng như thần chậu rồi. Cái này mà quay nó có cái nắm nó lại đi. Nắm này nè, nắm này. Đây phải gạch kim vô. Đây cần cái lai lại. Ồ, cây này nụ nhiều quá ha. Tiếp theo là nghiêng, cây nghiêng vô mấy nhà, nghiêng vô mấy nhà. Tiếp theo là cây số 5 đi. Do cái sân mình nó nghiêng á, để lên cái màu xay nó nghiêng theo luôn. Quay vịn từ từ thôi. Rồi. Đụng cái này. Chưa? Rồi. Cao khó khăn quá. Rồi cao cũng 2m4 luôn nha. Rồi. Ngang 1m4. Cái này là Thủ Đức từ 5 cánh tới 12 cánh anh chị. Cái này cũng một cốt. To eo trên đi. Mày. Lật ngược em. Rồi 24. 24. Chi cành nè, dày luôn nè. Chi cành đầy đủ dáng thông luôn. Tàng thông nè, bông nè, khoan cho em người ta. Quá trời nhánh nè bông. Cái nụ nhóc chơi rồi đó. Dạ. Đang nụ nhiều á. Rồi cây này giá sao đây anh Út ơi? Rồi cây này, cây số 5 này giao luôn là 2.6 triệu. Bao ship cũng toàn quắc nha anh chị. Như nhiêu nó là anh? 2.6 triệu. 2.6 triệu rồi. Ừ, bao ship toàn quắc, nếu gần thì mình giảm phí được chút đỉnh. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây luôn. Bỏ chỗ luôn. Đi. Bỏ sắp đi. Có chuyện dưới nha. Rồi. Chạy ra ngoài đảo không được. Và cái xăng nó nghiêng. Này dễ lắm. Bả gì bả nó hoài á. Rồi để đi đã. Cái chừng dính dây anten hay dính dây đèn dây điện á. Không dướng. Để theo cây số 7 nha anh chị. Rồi lấy cây số 7 trước đi. Quay sau đi. Rồi. Rồi lấy cây số 7 trước luôn. Rồi. Cái này cao cũng 2 m, ngang 1 m rưỡi anh chị. Rồi. Để đi chứ. Để đi. Rồi. Đặt chỗ khó khăn. Đọc số luôn ha, chỗ này hơi bị kẹt rồi. Chặt quá. Rồi cũng 26 luôn. 26 hoành ha. 26 hoành, một cốt. Dán thông luôn, tại đây nó để nghiêng nó không ngay nha cô bác anh chị.
cây nào cũng đang nụ không ha. Dạ. Hàng đang xài tết. Đó, hàng xài tết luôn, dừa luôn. Chút vụ đó. Rồi cây số 7 này em giao lưu với anh chị là 2,5 triệu nha. Bao ship toàn quốc luôn. 2,5 triệu. Dạ. Xuống chưa? Rồi, xuống luôn. Để cái đó. Bốn cây này lại. Rồi, đây là cây số 6 nha. Dạ. Đây là cây số 6. Bỏ đại đi, đại đi. Để xe luôn à? Để xe luôn đi. Để xe đi. Cây số 6 này chiều cao của nó cũng 1m9, ngang 1m3 nha, được con cặp bự, con cặp nhỏ. Cây nào cũng một cốt vắng thông. Rồi, đo cái hoành luôn đi anh. Đo tại vị trí này là nó 23 nha. Rồi, 23. Nãy là đọc chiều cao vậy đó, cao rồi hả? Chưa. Đọc cao chiều cao 1m9. Cao 1m9. Ngang 1m3. Ngang 1m3. Rồi cây số 6 này em giao lưu với anh chị là 2,5 triệu. 2,5 triệu luôn. Dạ. Cũng là mai giảo số đất luôn ha. Dạ, giảo số đất từ 5 đến 12 cánh. Dạ. Khi xếp luôn ha. Dạ, bao xếp luôn. Để ngoài này để nhà. Để luôn đi, để luôn. Rồi tới cây nào đây anh? Rồi, tới số 8 là ba cái tím sen lá nhỏ. Rồi. Chiều cao của nó là 80. Ngang 90. Này một thân hay gì một cốt không? Dạ một thân một cốt. Một cốt. Một cốt mà cốt lụng chứ không phải cốt cao. À một cốt. Anh đọc số luôn nha. Cái này 10 17 to vị trí là 17. Số 8 này em giao lưu với anh chị là 650k. Cũng bao ship toàn quốc luôn anh chị. Tính luôn phí ship á. Rồi xuống cây chứ. Để cái bàn ra nắng luôn đi anh, đừng cây nửa nắng nữa. Ờ để ra nắng luôn. Anh đẩy xích lên đi cho em có chiều. Lùi lên về sau á, chịu vô. Ờ lùi lên, à vậy đó. Dục cái đó nè. Dục cái đó đi. Để ngoài nắng luôn. Cho đủ luôn thấy không? Dạ, cho đủ nắng luôn. Chứ không có nửa sáng nửa tối nó khó cây coi lắm. Rồi tiếp theo là cũng cây số 9 nha anh chị. Toàn tròn đều luôn ha. Rồi chiều cao nhiêu đây? Chiều cao của nó là 1m1 thôi. Ngang của nó 1m. Một củ đế luôn. Bông gì đặc luôn ha. Dạ. Hàng thần chậu nha anh chị. Wow, củ đế bự dữ vậy ta. 15. Một cốt. 15 là đo ngay eo nha anh chị. Rồi số 9 này giao lưu anh chị là 750k luôn. Xuống cây. Đây. Tiếp theo là cây số 10 anh chị. Này cao 90. Bề ngang cũng 90 luôn đi. Một cốt ha. Dạ. Rồi. Hoành của nó là đây vị trí này là 16. Này cây này em giao lưu với mười này là số 10 là giao lưu anh chị là 650.000. 650k. Rồi xuống cây luôn. Số cần thổ của em là 0945818545 nha anh chị. Có gì thì điện cho em. Tiếp theo là cây số 11. Cao của nó 9, 95.
nó ngang nó 95 đi. Này nguyên một cụm đế. Một cụm mà nhiều thân. Thôi luôn được thoát thân đừng chút. Rồi đo luôn. Đọc luôn nha. Dạ, đọc. Rồi nguyên cụm này là 21. Rồi cây 11 này em giao lưu với anh chị là 650.000. Rồi cây 12 đó. Tiếp theo là cây 12. Tàn tròn luôn. Dạ. Em còn nhiêu nữa là cũng gần hết rồi. Chiều cao của nó là 85. Ngang của nó 190 thôi. 9 mấy thì tính 90 thôi. Một một cũ. Cái này rồi. Nó hơi nghiêng gì mình trồng mình sửa lại nha anh chị. Rồi đo luôn đi anh. Cái trồng hồi lúc mình vô nó không nghe không. Bành 15. 15. À. Rồi cây 12 này giao lưu với anh chị là 700k, 700.000 đồng. Bao ship toàn quát luôn, tính phí ship luôn. Cây 13 kế bên luôn. Tiếp theo là cây 13. Chiều cao của nó là 95. Tán ngang của nó còn 95. Và cái này một bể đế là đẹp, cực kỳ luôn. Đo cái gì hãy quay. 14, rồi 15 tới 14 thôi. Rồi cây 13 này giao lưu với anh chị là 700.000 đồng. 700.000. Đây. Rồi xuống cây chứ. Tiếp theo là cây 14 anh chị. Chiều cao của nó là 75. Tán ngang nó 75 luôn. Này một cốt nằm sát ha. Dạ, một con cốt mà sát mà mình cũng không có môi lên. Cũng nằm sát bắt rồi. Mười ba. Cây 14 này giao lưu anh chị là 450k. Rồi xuống cây luôn. Theo là cây 15. Cao nó 70. Tán ngang của nó 80. Cây này cũng một cốt nha anh chị. Ở đây là 12. Cốt nó 12. Cây 15 là giao lưu với anh chị là 500.000 đồng. Bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây. Tiếp theo là cây 16. Cao nó 90. Ngang nó 75. Nói chung là cây nào cũng một cốt nhưng mà cao với lùng lên chị. Có bụi mà đẹp ít. Này hơi sát nha. Dạ sát. Rồi 15. Tính đo đây này, tại 15 đi, tại cũ nó 15 đi. Nó cũng kẹt kẹt nè, đo. Chị cho mình cái nón này. Quay hướng này, hướng nó miếng trá, quay lại hướng kia. Không hướng này được. Hướng này. Rồi con 16 này giao lưu anh chị là 550k. Bao ship toàn quắc luôn.
Hỏi gì kéo bàn quay lùi lại đẳng cho anh dễ làm. Được cái này nữa. Rồi tiếp theo là cây số 17. Cao của nó là 75. Thân ngang nó 70. Nhỏ cũng được một cốt anh chị. Một cốt nha, bự nha. Rồi 11. 11. Cây 17 này giao lưu anh chị là 500k. Đây là cây 18. Đỏ cực, cây đang đẹp quá. Bông đang lên. Rồi cao của nó là 1.1. 110. Thân ngang có nó 105. Này thuộc về cụm nha. Nguyên cụm luôn ha. Nguyên cụm. Bao đo nguyên cụm luôn. Bao nguyên cụm luôn, một củ. Này chưa mỏi mỏi ra mà. Này tự nhiên nó vậy đó. Cụm nó là 36. Đo thân bự của nó 10. Cây 18 này giao lưu anh chị là 950k, bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây. Cây này số 18 hả? Tiếp theo là cây 19. Cao của nó là 90. Ngang của nó là 85. Cái này nó cũng hết phân rồi, cây nó lá nó cũng không được sung hung hết anh chị. Nữa về mình thay chậu mới rồi vô phân mới cho nó là tốt. Mình cố cũng sát nha. Cũng một cốt mà cũng sát. Này là 15. Đó đó 15. Số 19 giao lưu với anh chị là 600k. 600.000 đồng. Bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây chưa? Theo là cây 20. Chiều cao nó là 115. Ngang của nó là 95. Này cũng được củ bự nha. Bự luôn. Này gì thích chơi để gì thích, còn thích gì mình cắt lại bên sai. Đo củ luôn đi. Chú heo nhỏ đó ha. Chỗ này nhỏ là 17. Đo sát dưới chắc bự à. Hai mấy ba mấy à. Rồi cây 20 này giao lưu anh chị là 950.000 đồng. Bao cái chi tiết tàng toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Theo là cây 21. Cái này kêu cây cây nó mình dời nắng. Cao là 85. Bản 5 bề tán ngang bản 5. Rồi nguyên củ sát luôn. Dạ này cũng nguyên củ. Cũng như bụi đi. Mà tại vị trí này cho anh em tham khảo ha, anh chị tham khảo. Này, đo cũng không được. 18. Nhánh của nó bự cũng cỡ 6-7. Cây 21 mà giao lưu với anh chị là 500k, 500.000 đồng. Ở phía xíu toàn quốc nha anh chị. Trời. Coi thấy cái người lâu cái bàn lấy. Tiếp theo là cây 22 anh chị.
nắng, quá nắng. 80. Bề ngang 85. Củ ba thân nè. Dạ, củ ba thân. Tổng nguyên củ luôn đi. 17. Đó. So với bằng thân bự ra. 9. Rồi cây em 2 thì giao lưu anh chị là 600.000 đồng. Bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi, chuẩn cây luôn. Cây 5 đấy à? Rồi, tiếp theo là cây 23 anh chị. Cao nó 80. Ngang nó 90. Mười ba. Cái này cũng lượng cũ đế. Cây 23 này giao lưu anh chị là 700.000 đồng. Cũng bao phí ship toàn quốc nha. Rồi xuống cây đây. Cao nó là 90. Để ra. Ngang nó 90. Thôi, nguyên cũ bự luôn. Nguyên cũ. Và tại vị trí này là 16 nha. Cũ đế luôn. Rồi cây 24 giao lưu anh chị là 750.000 đồng. Cũng bao phí ship toàn quốc luôn. Cây đang mấy chứ? Cây 25. Cây 25. Cây 25. Tiếp theo là con cây 25 nha. Cao của nó là ta 80. Ngang nó 80. Cốt lùng củ lùng. Rồi 15. Tại vị trí là 15 anh chị. Rồi cây 25 này giao lưu với anh chị là 500.000 đồng. Bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây được quá. Cây 26 cái bên nè. Theo là cây 26 anh chị. Cao nó 90. Ngang của nó là 100. Mấy cây này gốc bự ha, củ bự ha. Gốc bự. Củ. Rồi 17. Cái này là 17. Rồi 26 là giao lưu với anh chị là 750.000 đồng. Cũng bao phí ship toàn quốc luôn nha. Tiếp theo là cây 27. Cao nó là 100. 8.100. Cái này nguyên cũ nè, nguyên bụi đi. Nguyên cụm. Nguyên cụm. Tại nó sát quá, hơi khó ha. Khỏi đi. Nguyên cụm thấy cũng bự bự đó. Đo không được rồi.
Rồi 27 thì giao lưu với anh chị là 650 000 đồng luôn. Cũng bao phí ship toàn quốc. Rồi xuống cây luôn. Cây 28. Cao của nó là 80. Cái ngang nó là 90. Tổng đây là 18 anh chị. 18, mặt thước qua vô trong rồi. Nguyên cụm. Rồi cây 28 giao lưu với anh chị là 600 000 đồng. Rồi, bao phí ship toàn quốc luôn, tính luôn cả phí ship. Tiếp theo là cây 29. Cao nó 80. Tấn ngang của nó là 85. Rồi đó, tại vị trí này là 12 gửi, 12 thôi. Rồi cây 29 này giao lưu với anh chị là 650 000 đồng. Ba phí ship toàn quốc luôn. Lên cây đi chị, lên đây mình lên. Cây thanh hả? Đấy cây bên đó. Dưới cành này. Cây tới rồi chưa? Tiếp theo là cây 30 nha anh chị. Cao nó là 90. Đây lấy miếng dán này. Ngang của nó là 70. Rồi, tại hoành thì chiếc này là 17 nha chị. Cái này nó cũng cụm mà cũng. Rồi, cây 30 này giao lưu với anh chị là 500 ngàn đồng luôn. Bao phí ship toàn quốc luôn. Xuống cây. Rồi xuống luôn. Tiếp theo là cặp 3, cặp 31 anh chị. Cặp này cặp luôn ha. À, cặp này cũng khuyến mãi cuối clip luôn. Dục cây này đi. Cao nó 80. Hai thằng cũng 80 hết. Ngang của nó là 60 đi, 59, 59, 60. Thì nó cũng là một cặp đi. Mười hai hoành nha anh chị, hai cây cũng tương tự ha. Ừ, hai cây nó cũng tương tự, nó cặp với nhau mày mười. Rồi cặp 31 này em giao lưu với anh chị là 700 ngàn đồng, cũng bao phí ship toàn quốc luôn, 700 ngàn đồng một cặp luôn. Dạ, thì em cũng cảm ơn các cô chú anh chị đã mấy clip vừa qua ủng hộ em, cũng chân thành cảm ơn.